Bây giờ chúng ta sẽ chuyên ghi vào cái chuyên đề mới, đó là stress patterns, cấu trúc trọng âm của từ. Nói về trọng âm ấy thì chắc chắn nó có trọng âm từ và trọng âm câu. Vậy trọng âm từ là cái gì? Trọng âm từ là những cái âm được đọc cao hơn, to hơn và mạnh hơn những âm còn lại trong cùng một từ. Ví dụ từ communication thì K sẽ là trọng âm. Đấy, communication 5 âm tiết nhưng chỉ có 1 âm tiết là trọng âm thôi. Danger thì dang là trọng âm. Còn cái từ dog và từ straight, nó là từ có 1 âm tiết cho nên trọng âm sẽ rơi vào chính nó. Còn nói đến trọng âm câu thì chúng ta sẽ không đề cập đến trong cái chuyên đề này. Vậy trọng âm của từ là âm được đọc to hơn, rõ hơn và cao hơn những âm còn lại. Được chưa? Vậy trọng âm từ có 2 âm tiết này. Thực ra nó có quy tắc đấy, thế nhưng mà quy tắc này nó lại thêm bao nhiêu ngoại lệ. Cho nên là quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải đọc nhiều để chúng ta quen cách đọc của từ. Thì các con vào phòng thi các con mới thấy được là cái từ này mình vẫn thường đọc nó như thế này là đúng. Thì lúc đấy mình mới chọn được trọng âm đúng. Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ngay cả khi nó không bắt đầu, bắt nguồn từ từ có 1 âm tiết. Ví dụ từ brother, trọng âm rơi vào âm 1. Được chưa? Danh từ và tính từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm 1. Còn động từ thì trọng âm rơi vào âm 2. Ví dụ repeat. Đấy, thì đây là 2 quy tắc ban đầu. Nhưng lại có rất rất nhiều các ngoại lệ. Đây, ngoại lệ này. Answer là động từ đấy, lại rơi vào âm 1. Enter, listen, happen, open, tất cả những cái động từ này đều rơi vào âm 1. Machine, danh từ lại rơi vào âm 2. Asleep, tính từ rơi vào âm 2. Mistake, âm 2. Alone, âm 2. Một số từ thay đổi trọng âm khi thay đổi từ loại. Và đây là một trong những từ mà các con sẽ phải lưu ý. Bởi vì là nó bị thay đổi khi nó thay đổi chức năng của từ. Ta đọc là record khi đó là trọng âm, à khi đó là danh từ. Còn ta đọc là record khi đó là động từ. Contrast là danh từ, contrast động từ. Desert danh từ, desert động từ. Export danh từ, export động từ. Object danh từ, object động từ. Present danh từ, present động từ. Ví dụ present là một món quà, nhưng present thì lại là trình diễn cái gì đấy. Produce danh từ, produce động từ. Protest danh từ, protest động từ. Bây giờ sang đến phần này là phần quan trọng này. Trọng âm của từ có nhiều âm tiết. Từ có nhiều âm tiết được cấu tạo bằng cách thêm tiền tố và hậu tố, chứ không phải là từ nào cũng bản thân nó đã có nhiều âm tiết rồi. Vậy ở đây chúng ta phải xem những tiền tố nào là tiền tố làm thay đổi trọng âm và tiền tố nào thì không thay đổi trọng âm của từ. Nghe ràng thôi. Một, tiền tố không làm thay đổi trọng âm, có nghĩa là có thêm những cái đuôi này vào thì từ đấy cũng không bị thay đổi. Ví dụ ta có từ drink, trọng âm rơi vào drink, đúng không? Nhưng drinkable vẫn là drink. Play, player vẫn vào play nhé. Beautiful vẫn vào view. Childhood vẫn vào child. Boring vẫn vào bore. Friendly vẫn vào friend. Civilized, childish, vân vân. Happiness, friendship, unhappy, vân vân. Những cái này là nó không thay đổi cho nên chúng ta không cần phải ghi nhớ. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ những cái nó thay đổi thôi.
Cái phần 2 này là phần quan trọng này. Và khi chép ấy thì sẽ phải ghi nhớ thật kỹ phần 2 này, đánh dấu phần 2 này để thuộc. Một số hậu tố làm thay đổi trọng âm của từ, có nghĩa là khi từ đấy được thêm những cái hậu tố này vào thì trọng âm nó đã bị biến đổi rồi. Educate rơi vào 1, nhưng education lại chuyển thành âm 3. Hiểu chỗ này chưa? Electric âm 2, electrician lại là âm 3, decorate âm 1, decoration âm 3, music âm 1, musician âm 2. Economy âm 2, economic âm 3. Vậy có âm x một cái thì trọng âm nó sẽ rơi vào trước âm x, nó nhảy âm mà. Đấy. Artist âm 2, artistic. Artist âm 1, artistic âm 2. Vậy mình có âm x. Tiếp này. Scientist âm 1, scientific âm 2. Vậy mình là âm x. Được chưa? Có cái đuôi x, trọng âm sẽ rơi vào trước cái âm có đuôi x, là rơi vào t. Tiếp, poet. Các con có thể đọc nhầm theo, đọc nhầm theo nhé, nhưng đừng gây ra tiếng ồn là được. Poet, poetic. History, historic. Ok. Tiếp này, những cái đuôi này cũng sẽ làm thay đổi này. Đó là đuôi et. Đuôi et thì trọng âm sẽ nhảy trước đuôi cái đuôi et này. Đấy, ví dụ ta có able thì trọng âm cho âm vào a nhé. Nhưng ability thì không vào a nữa mà bây giờ b. Được chưa? Et này, đây là đuôi et, trọng âm sẽ rơi vào trước đuôi et. Curious, nhưng mình ở đây sẽ đọc là curiosity. Đấy, curiosity. Tiếp đuôi logic như thế. Biology, ecology, technology. Nếu đề thi mà rơi vào những cái đuôi này có khi lại thành dễ, bởi vì nó có quy tắc rồi. Chỉ sợ nhất là rơi vào từ có hai âm tiết mà không có quy tắc thì nó mới lâu thuộc. Tiếp nha, graphy này. Từ có đuôi graphy thì trọng âm sẽ rơi vào trước cái đuôi graphy. Và cái này rơi vào thọ. Photography, biography, demography. Từ có đuôi ears, trọng âm cũng rơi vào trước nó. Delicious. Tiếp theo này, từ có đuôi ens, experience. Đuôi etive, infinitive, competitive, positive, repetitive. Đấy, cái đuôi etive, đuôi et trọng âm đều rơi trước cái âm đấy. Thế còn từ có đuôi ears này, advantageous cũng rơi trước nhé. Đuôi ian thế này, musician. Như vậy là tổng hợp lại là toàn bộ phần này, những cái đuôi này thì toàn bộ trọng âm sẽ nhảy trước những cái đuôi này. Được chưa? Trọng âm sẽ đặt trước những cái đuôi này. Tiếp, hầu như các tiền tố không mang trọng âm, nhớ nhá. Vậy tiền tố là gì? Là những cái chữ được thêm vào đầu của mỗi từ. Ví dụ, discover, dis chính là tiền tố. Remove, re chính là tiền tố. Vậy cái re này nó không ảnh hưởng gì đến trọng âm của cái từ move. Hiểu cái này chưa? Tiếp, rewrite, trọng âm vẫn là write. Impossible, vẫn là pause. Được chưa? Tiếp, expert, vẫn là pert. Tiếp, happy, unhappy, vẫn là hát, chứ không phải là ăn. Đấy, chỉ cần nhớ cho cô là tiền tố thì không làm thay đổi, nhưng hậu tố thì sẽ có một cái số các cái hậu tố sẽ làm gì? Thay đổi đấy. Tiếp, danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm 1 nhé. Danh từ ghép là gì? Là kết hợp của hai danh từ với nhau. Ví dụ ta có từ birth và từ day thì trọng âm sẽ rơi vào từ đầu tiên. Nhớ nhá. Birthday, airport, bookshop, homesick, waterproof, filmmaker, guidebook. Ok chưa? Tiếp,
trọng âm và rơi vào chính những cái đuôi sau. Cái đuôi này các con cũng phải đánh dấu vào để học thuộc. Bởi vì những cái đuôi này nó không tự nhiên nó có đâu. Được chưa? Vậy ở đây những cái đuôi này mình phải để ý. Insist, occur. Đấy, cái đuôi này này. Thì trọng âm sẽ rơi vào chính những cái đuôi này. Invent, prevent, himself, attract, subtract, protest. Từ hai âm tiết nhé. Mà cứ nhìn thấy những cái đuôi này, đánh trọng âm vào những đuôi này cho cô là được. Được chưa? Nhưng vấn đề là mình phải tập đọc nhiều vào để cho mình nhớ. Nhớ đọc đúng thì vào phòng thi mình mới khoanh đúng được. Bởi vì vào phòng thi chủ yếu là mình đọc để mình cái gì? Để mình tìm. Tiếp nhá. Entertain, maintain, complain. Lại cái đuôi en nhá. Tiếp này. Từ có hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính những cái đuôi này. Đây. Volunteer, âm ear này. Agree, hai chữ e đứng cuối này. Vietnamese, ese đứng cuối này. Chinese, từ có đuôi x đứng cuối nhá. Unique, picturesque. Đấy. Tiếp. Từ có đuôi y dài và đuôi s thì trọng âm rơi vào cách nó một âm tiết. Thực ra cái đuôi y dài ấy thì nó sẽ cách hai âm tiết đấy. Democracy, y dài này, cứ có đuôi y dài nhé thì trọng âm sẽ rơi vào cách đuôi y dài hai âm tiết, một hai. Democracy, photography. Ok chưa?